thế. Còn nói bút lộn một xo. Hai ba. Hai ba xe. Hai ba xe. Hai ba xe. Rồi cảm ơn em. Nhiều lắm chị thấy. Quá trời. À, lời đầu tiên xin Lê Duy Vũ Lâm gửi đến tất cả các em ở trường ngoại thương lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vui không tụi em, vui không? Nãy giờ mấy diễn giả sao làm căng thẳng đúng không? Không, không. Nói cái gì mà căng thẳng vậy mấy ông? Lê Cao Bắc hả? Trụ diễn giả. Trời ơi, chia sẻ luôn quý vị. Một ngày nọ là một cái mail gửi vô cái mail của anh đó là Lê Duy Lâm Bốc Sô đó. Thì đó là kêu xích điện thoại cái số này đi. Thì bên trường không có biện cái bạn nào điện cho anh. Đó là Lâm ơi anh diễn giả. Ủa trời ơi, tụi đó là tụi diễn giả hả con? Trời ơi. Ủa sao vậy? Tôi nói thế nào là A Phi Con anh cũng điện tôi hay sao mà chửi tôi. Rồi đó là diễn giả cái gì, tôi diễn giả cái gì. Cái mặt thì có thể giả, nhưng tôi diễn từ đó tới giờ là từ trái tim bên trong thôi. Diễn giả cái gì. Anh nói không em, bây giờ bút anh về hát thì anh làm. Lý do nào? Họ hỏi giùm anh lý do nào anh em có mặt ở đây. Hay em đi vô trong em hỏi giùm anh đi tôi tìm. Anh đứng cái góc đó đó. Trước để cho tội nghiệp đứng mình thì phương lắm. Rồi ghế rồi chuyển chạy cho con. Rồi nghe đó hỏi ra. Nghe hỏi ra thôi. Anh ơi, hỏi đi. Anh ơi, tại sao anh nhận lời? Hỏi đi. Anh lại nhận lời tham gia trình cuộc sống ngày hôm nay à? Đúng rồi, thường thường là anh làm trường đại học thì phải đông, phải mấy ngàn sinh viên mới tham gia. Tại vì mấy đứa biết anh đầu tư nhiều quá mà, đúng không? Thứ nhất là đây là nghe nói là toàn là sinh viên giỏi không là thi rồi là thi gọi là dữ dằn lắm mới vô đây được. Mà nghệ sĩ nó có kỳ duyên trong đây nè. Rồi ai nữa nè? Hà Nhi giỏi luôn hả? Ủa nó giỏi mà sao nó lầy vậy ta? Hà Nhi thật sự giỏi không? Vậy đó hả? Giỏi không Hà Nhi, nó giỏi không? Anh không đánh giá cao Hà Nhi nha. Hát thì ok. Còn cái giỏi thì anh không đánh giá cao nha. Kỳ duyên là giỏi nè. Ai nữa còn ai nữa? Giỏi luôn Diễm My nữa đúng không? Giỏi luôn, Thùy Dung bao giỏi luôn. Ý không. Thôi đừng có điên cuồng rồi, sự đầu tư quá là nhiều đi. Ngày nay cũng có quà báo được tặng cho em. Thôi tối nay là hai ngày đêm tập cuối rồi nha. Nhớ ủng hộ nha, nhớ ủng hộ tối nay nha. Bây giờ anh sẽ có những cái phần quà của là những cái áo của hai ngày một đêm. Đây. Đi hát có lời đâu. Và đúng ngày hôm nay tới có tiền có bạc gì đâu nói chuyện không. Cũng rớt lữ gà ra ngoài. Anh làm sao không chơi chơi với Đức Thầy? Ủa? MC này nên phải bị là hát Facebook 3 lần nha. Muốn bé lại gì nha. Để tôi kêu. Lâu quá bỏ nghề nha. Bỏ nghề. Có bây giờ là hát lợi đó. Ở đây ai thì chơi hệ tóc tớp ngày 180 lần đâu cho tên. Ok. Chiều đang dần buồn hẳn mưa rơi xuống ta ta lặng yên. Rồi nó nâng một nụ đàn thơ. Rồi nâng một tràn thơ. Do đã buồn về ban những út dần về. Ngỡ là nhưng thật cay đắng khi biết là uống hà. Uống hà gì? Đưa một bài dành cho anh. Áo xanh nè. Uống hà gì? Mình chỉ là người đến sau. Wow. Anh em và mình chỉ là người đến sau. Hey. Xin tất cả các em trường ngoại thương thân mến. Bây giờ sẽ là ca khúc. Ca khúc gì à? Nhỏ quá nè. Music. Hey. Sao hay ra nhẹ quá. Nhỏ nhẹ quá. Ở đây không nghe nhạc. Tắt đi, tắt đi. Cái nhạc ở đây tao không nghe luôn đó. Rồi sao hết? Sao nó hú quá vậy? Sao nó ghê quá vậy? Mở nhạc đây cho anh nghe nhạc, có thử được không? Mở lớn nhạc cho anh.
ra vẻ, ra vẻ, ra vẻ. Đôi khi mình tự mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ. Đi chơi mà cứ hay xài thiệt kêu giọng mẹ, sao hay ra vẻ. Lâm đồng này con nhà ấy mà sao đẹp trai, đi tới đâu là bao người mê, cầm môi về thương thi. Lâm đồng này con nhà ấy mà sao đẹp trai, đi tới đâu là bao người mê, cầm môi về thương thi. Anh cũng có cơ bắp khiến hàng trăm cô bị đánh cắm trái tim, bởi vì mê, bởi vì anh duyên dáng. Sao hay ra vẻ ha. Hey, bắt nhà cho ba luôn đi. Thôi bây giờ hát anh Dương Lâm Đồng Nai đi ha, thôi hát được. Hát trai đi ha, ok. Dương Lâm Đồng Nai ha, hai bà lại nè. Hai, ba. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất ngày. Trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Ngày xưa chẳng ai biết phận tài, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm Diễn Hài mau chạy ra coi. Nay, nay chủ đồ không trả tiền nha, có nghĩ cái gì đâu. Vũ đoàn ngày hôm nay không có tiền bạc gì cho tụi em nha. Rồi bây giờ mình ở đây, ngày hôm nay cảm ơn tụi em rất là nhiều. Ngày hôm nay anh đến trường ngoại thương, mà bây giờ hát thì fail quá, một mình anh đi làm không lợi. Bây giờ ngoại hả, thì mình hát gì bà ngoại hả? À, có gì bà người ta bà chứ bà lắm nha. Ok, hát phụ anh đi, cái lời nó ghê quá, thấy không? Là bà nha, ngoại thương thì phải hát về bà ngoại chứ đúng không? Hai, ba. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như ngày. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu dâng lời, cháu biết bà vui. Bà gì nè? Ngoại gì nè? Ngoại thương, dễ thương quá. Ê, có bài gì nhạc từ bà ngoại không? Có. Có, bà ngoại mở nhạc lên chia tay cho em. Bà ngoại. Mày có điên không? Ngoại là bà ngoại đó. Cái đó là ngoại, ngoại ô là nó ở quận 12, Hóc Môn, Củ Chi rồi. Không có thằng điên như vậy. Ngoại là bà ngoại, là cái bà mà má đẻ đó em đó. Ok, ok, okay. Nhầm, xin lỗi nha, anh giới thiệu lại nha. Cảm ơn các em ngoại thương rất là nhiều. Bây giờ sẽ là ca khúc về bà ngoại âm nhạc. Yêu gì lắm mà. Mày điên hả nhạc? Mày điên đó. Đó là bà nội. Đã xin một cơ hội nha. Cho nó một cơ hội quý vị. Âm nhạc gì mà đó dễ quá à. Ngày hôm nay ở ngoại thương, chính vì vậy sẽ có một bài về bà ngoại sẽ tặng đến tất cả các em ngoại thương. Anh xin chào các em ạ. Say. Cái gì vậy? Nó điên rồi. Có không? Làm lại nha. Tạm biệt ngoại thương. Ngoại thương ơi. Tạm biệt ngoại thương. Ê, chị đi ra chào ta cái ừ. Tắt nhạc đi. Trừ lương chỉnh nhạc không trả tiền vũ đoàn luôn. Ngày hôm nay bể nha, bể xu nha. Làm cái gì cũng được. Làm thì có thể thất bại, nhưng không làm thì chắc chắn thất bại. Vậy thôi. Flashback. Thưa các em, thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em. Hiện tại là thầy là giáo viên của trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thầy là thầy giáo nhưng mà cũng gọi là vô đây để mà gọi là đăng tuyển thôi, đăng tuyển thầy giáo. Không biết là ngày hôm nay có được vào trường hay không. Thì bây giờ thầy sẽ dạy cho em đọc từ đu vi. Đầu tiên, where you from? Where? Đúng không? Where you from? Đọc. Where you from? Nhỏ quá, bị nhỏ, bị thụ động nha, sáng hạ hồng ra ha. Where you from? Where you from? Tụi con có thầy đẹp không? Yeah. Đúng rồi, ngày nay ta học bài handsome. 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 Đáp. Handsome. Handsome là nói về ai? Trời.
thứ hai rồi, năm thứ hai. Thứ hai, vậy mình học là Third Day. Thứ hai là Monday mà. Monday, sao mà giúp con Third Day. Từ vựng nào nữa, tụi con nói tiếng Việt đi, thầy sẽ dịch trong tiếng Anh cho con nghe. Ra ra là ao, ao dẻ là con mèo, mau là khờ, khờ lo, co co l o l l. Hay dễ rồi. Không được nhúng quá, được chia tao quá. Coi nghe dễ quá. Quên bài đúng không? Ok, vậy thôi. Đứa đã quên bài nói nè. Cũng heo nữa nè. Dạ thưa quý vị. Thưa vị, em tập đúng một tháng mà em vẫn quên bài như vậy nha. Nhưng cái nhiệt huyết và cái lửa vẫn nhiều hơn ta. Cho nên nhiều khi cũng lắp liếm được những cái động tác cũng như là những cái gọi là hơi bóp tóc nhẹ. Hy vọng là sự ủng hộ của được âm nhạc của Lâm nha. Sắp tới thì Lâm sẽ ra 7 cái MV tiếp theo. Mong được ủng hộ fan. Thì lát thì xong thì em đứng trên đó thì em nhẹ nhẹ theo. Có nghĩa là anh sẽ nói một câu và các bạn ở dưới sẽ trả lời một câu ha. Bài đầu tiên là của Mono. Nhưng mà cái đắng khi Vin là U Hòa. U Hòa là sao nữa nè. Thấy không? Rồi tụi nó sẽ trả lời cái gì đó ha. Chính đúng đúng không âm nhạc ơi. Sẽ mở một phút nhẹ nhạc nó lên. Nhạc phiêu hay đó ha. Thì là trần buồn hẳn mưa rơi xuống con ta đang im. Mình quên nên một chàng thơ. Mình muốn nên một chàng thơ. Tôi đọc về với những ưu tiên. Cái gì đó, nó khó học quá. Ngơ là bước chân mình. Nhưng thật cay đắng khi viên là u à. U à gì nè, đúng không? Xong. Sớm trên đằng bên còn ai đang độc thân. Mau ghé qua nhà em cho má ba em mừng. Hãy cô má đỏ môi hồng chi nhớ nha. Thấy không? Xong rồi cái tụi nó nhảy xong rồi mà nhạc lên tem trên tem phiêu 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 ha. Dùm dùm nó giùm